Sau khi nãy giờ mình kho nước cũng sắt xuống rồi nha cả nhà. Giờ mình cho mấy hành lá vô mình tắt bếp nha cả nhà. Sau khi mình đây buổi sáng hôm nay gồm có nè. Thiên Phúc làm buổi cơm trưa hai món nha cả nhà. Đây là rau nè. Rau kèo nèo nè, bạc hà, giá và đậu bắp, cà chua nha cả nhà. Ớt là để Thiên Phúc để cho có thôi, với Thiên Phúc không ăn ớt nha cả nhà. Thiên Phúc bị cái bao tử. Đây là rau niêm nè, với nước cốt chanh nha cả nhà. Thiên Phúc làm sẵn, sơ chế sẵn nha. Hôm trưa hôm nay gồm có hai món cá bông lau. Sáng vợ Thiên Phúc mua con cá bông lau nè. Cá bông lau này cũng không lớn lắm nha cả nhà. Cá này cũng nhỏ thôi, đủ bữa cơm trưa hai vợ chồng. Thiên Phúc làm món cá bông lau kho tộ và canh chua nha cả nhà. Gia vị thông thường gồm có nè, cái này là hành tỏi với hành lá để hồi mình nêm cá, mình ướp cá nha cả nhà. Đây là đường, bột ngọt, muối, tiêu và cà no, nước mắm nha cả nhà. Dầu ăn, nước màu nha cả nhà. Thiên Phúc xin chào cả nhà nha. Ngày mới Thiên Phúc xin chúc cả nhà thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe và luôn thành công trong mọi lĩnh vực nha cả nhà. Lâu lắm rồi Thiên Phúc cũng không vào bếp nha cả nhà. Thì cái đáng buồn, kênh buồn quá, Thiên Phúc cũng không vào bếp. Hôm nay Thiên Phúc chia sẻ buổi cơm trưa gia đình hai món và hai món nha cả nhà. Cả nhà đón theo dõi video tiếp theo của Thiên Phúc nha cả nhà. Cùng vào bếp làm món ăn với Thiên Phúc nha cả nhà. Giờ mình chuẩn bị ướp cá nha cả nhà. Mình tỏi nè cả nhà, tỏi, hành. Mình đem giã nhuyễn nha cả nhà. Lấy cái gốc hành. Mình giã nhuyễn nha cả nhà. Nè, hai vợ chồng còn Thiên Phúc cũng ít ăn nên mình làm cũng ít thôi nha cả nhà. Cho đây cá nha cả nhà. Ba khứa là đủ ăn rồi. Mình cho nguyên liệu hành tỏi ra mình đã băm rồi nha cả nhà, cho vô nha cả nhà. Cho vô đây hai muỗng đường nha cả nhà. Một muỗng lưng bột ngọt nha. Cho vô đây một muỗng cà no nha cả nhà, muỗng rưỡi đi, nước mắm, tiêu nha cả nhà. Phúc lỡ tay đổ đầy rồi, nhiều rồi. Và một ít nước màu nha cả nhà. Kho cá có nước màu nó mới đẹp màu nha cả nhà.
một ít dầu ăn nữa nha cả nhà. Trộn đều, mình ướp trong cái vòng khoảng 15 phút là mình đem đi chiên nha. Chiên sơ cho nó săn mặt rồi mình kho nha cả nhà. Mình ướp trong vòng khoảng 15 phút nha cả nhà. Giờ chuẩn bị kho cá nha cả nhà. Mình cho miếng dầu ăn vô mình kho cá nha cả nhà. Cá nãy giờ ướp 15 phút rồi, giờ bắt đầu mình chiên cho nó vàng, cho hai mặt cho nó săn thịt lại. Sau khi nó săn rồi mình cho luôn cái gia vị hồi nãy mình ướp cá vô luôn nha cả nhà. Rất thơm nha cả nhà. Tiêu thơm lắm. Rồi cho luôn miếng nước nước sôi vô nha cả nhà. Mình để cho nước sắt xuống là ok nha cả nhà. Nước nó gần sánh lại nha cả nhà. Nêm nếm rồi cho hợp khẩu vị gia đình rồi nó sắc nước xuống tí nữa là ok nha cả nhà. Màu nước rất đẹp nha. Thiên Phúc thấy như là mặn mặn ngọt ngọt là vừa ăn của Thiên Phúc rồi nha cả nhà. Sau khi nãy giờ mình kho nước cũng sắt xuống rồi nha cả nhà. Giờ mình cho mấy hành lá vô mình tắt bếp nha cả nhà. Chín rồi nha cả nhà, tắt bếp nha. Giờ mình chuẩn bị mình nấu canh. Đây nồi canh chua của hai vợ chồng Thiên Phúc buổi trưa nha cả nhà. Không có gì quá cầu kỳ. Buổi trưa đơn giản gia đình. Để chuẩn bị nấu canh nha cả nhà. Hồi nóng rồi mình cho vừa ăn vô mình phi tỏi nha cả nhà cho nó thơm nha, nấu nước dùng nha.
cho cá vô mình chiên cho nó vàng nha cả nhà, cho nó săn thịt lại. Giờ cho nước, mình cho nước cho luôn nha cả nhà. Cho vô đây muỗng muối trắng nha cả nhà. Cá này nó cũng nhanh chín lắm nha cả nhà. Trời, nó sôi bọt lên mình hất cái bọt nó ra, xong rồi mình nêm nếm gia vị. Sau khi mình hết nước bọt ra, giờ mình cho nước nước tắt cho nha cả nhà. Cho vô đây một muỗng canh đường nha cả nhà. Canh chua phải chua chua ngọt ngọt nha cả nhà. Vô đây, đây 2 muỗng cà no nha cả nhà. Nước mắm. Muỗng nước mắm nha cả nhà. Ai ăn bột ngọt thì dằn vô miếng bột ngọt cho nó. Dằn vô miếng bột ngọt nha cả nhà. Cái nhà nêm nếm là hợp khẩu vị rồi, cho rau nêm vô nêm nếm khẩu vị ok nha cả nhà. Mình giờ mình cho đậu bắp vô nha cả nhà. Quá chua, quá quá ngon rồi nha cả nhà. Thiên Phúc nêm nếm riết nó cũng cái khẩu vị nó quen rồi. Giờ mình cho luôn cái phần cà chua vô luôn nha. Bạc hà. Phần kèo nèo luôn nha cả nhà. Cho giá vô luôn. Cho nó sôi lại rồi mình cho rau nêm vô nó là mình tắt bếp nha cả nhà.
Sau khi phần nó sôi mình cho cao niêm vô luôn nha cả nhà. Chính là vậy cả nhà. Phút tắt bếp ạ. Đây là buổi cơm trưa đơn giản của hai chồng Thiên Phúc nha cả nhà. Cũng bình thường thôi, không có gì mà hấp dẫn nha cả nhà. Canh chua cá bông bông lau. Và cá bông lau kho của buổi trưa của hai vợ chồng thôi. Không có cái gì mà hấp dẫn mà cầu kỳ lắm nha cả nhà. Thì Phúc xin mời cả nhà ăn buổi cơm trưa với gia đình Thiên Phúc nha cả nhà. Thiên Phúc gắp miếng cá mời cả nhà nha. Chấm miếng nước mắm cả nhà. Thiên Phúc mời cả nhà miếng cơm trưa với Thiên Phúc nha. Cũng lâu rồi Thiên Phúc cũng không vô bếp. Thiên Phúc mời cả nhà miếng miếng cá nha cả nhà. Ngon quá nha. Cơm rất ngon nha cả nhà. Cá kho quá tuyệt vời. Phúc mời cả nhà miếng cá nha cả nhà, ngay cái bụng béo luôn cả nhà. Quá ngon cả nhà ơi. Bữa trưa Thiên Phúc bình thường ăn chừng hai chén cơm là dữ lắm rồi. Gạo gạo dẻo thôi nha, ăn nó mau no lắm. Nóng quá. Ngon quá nha. Cách đây một năm gì trước Thiên Phúc ngại lên ống kính lắm, riết làm riết cũng quen mà kênh nó lèo tèo quá mình cũng buồn. Hai chén cơm là quá no nha cả nhà. Hiện tại Phúc cũng muốn no mà ngồi gán ngồi nén lại xíu với cả nhà cho nó vui.
Chan nước thì không ăn cũng ngon đó cả nhà. Cá gì Thiên Phú cũng biết ăn mà riêng cá lóc với cá rô đồng là thua nha cả nhà. Thiên Phú không biết ăn nha, xương không mà Thiên Phú ăn không được. Phúc mời cả nhà miếng cá nha, cá này quá ngon cả nhà. Mời mà thì Phúc mời cả nhà miếng cá nha, ngon lắm nè cả nhà. Nóng quá. Cách nãy ra Tiên Phúc ốp cá cả nhà, khỏi niêm nếm nó cũng vừa ăn ấy nha. Lắm. Nóng đổ mồ hôi hết trơn rồi cả nhà. Video Thì Phúc chia sẻ về bữa cơm buổi trưa của gia đình cũng kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Một lần nữa cả nhà thương yêu kênh Thiên Phúc Vlog, đăng ký ủng hộ kênh cho Thiên Phúc Vlog, chia sẻ hội nhóm để Thiên Phúc có động lực ra những video tốt hơn nha cả nhà. Bye bye cả nhà.